Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Trong hơn 20 năm hát chung với cố ca sĩ Phi Nhung, Mạnh Quỳnh kể lại cả hai không ít lần mâu thuẫn, thậm chí từng thề thốt sẽ tách ra riêng. Mạnh Quỳnh và Phi Nhung có hơn 20 năm song ca cùng với nhau. Thế nhưng, cho đến hiện tại, Mạnh Quỳnh nói hình ảnh giọng hát của cố ca sĩ Phi Nhung vẫn luôn ở mãi trong lòng anh. Dù cố ca sĩ đã ra đi hơn 2 tháng nay, nhưng Mạnh Quỳnh vẫn thương tiếc khôn nguôi. Anh từng nói, hơn 20 năm đứng chung trên sân khấu, cả hai đã trải qua nhiều thăng trầm với biết bao nhiêu chuyện vui buồn. Mới đây, nam ca sĩ đã có những chia sẻ bất ngờ về chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Và trong hành trình ấy, dấu ấn của cố ca sĩ Phi Nhung vẫn không hề nhỏ. Mạnh Quỳnh nói khi còn bé anh thần tượng Trí Linh, Tuấn Vũ, đến năm 14 tuổi anh lên thành phố Hồ Chí Minh với mẹ và nhận ra bản thân yêu thích cải lương. Nhân dịp chia sẻ về hành trình nghệ thuật, Mạnh Quỳnh không quên nhắc về cố ca sĩ Phi Nhung. Nam ca sĩ nói anh nị phục Phi Nhung vì dù cố ca sĩ không được đào tạo bài bản, nhưng một khi đã học hát thì tiếp thu rất nhanh. Mạnh Quỳnh cũng thừa nhận dù hợp tác ăn ý trên sân khấu, song anh và Phi Nhung cũng xảy ra không ít mâu thuẫn khi làm việc chung, thậm chí cả hai từng nói sẽ không hát chung với nhau nữa. Nhớ lại kỷ niệm đó, anh không giấu được cảm xúc. Có những lần chúng tôi gây nhau đến mức lên Facebook chia sẻ tầm bậy tầm bạ xong bị khán giả chửi. Trong suốt quá trình làm việc chung, Mạnh Quỳnh khâm phục Phi Nhung bởi sự chịu khó, cố gắng làm việc ngày đêm, đặc biệt là khi về Việt Nam biểu diễn cùng nhau, anh thấy đồng nghiệp hát cả đêm. Một người bình thường sẽ thấy mệt nghỉ, không hát nữa, nhưng Phi Nhung vẫn chấp nhận hết. Đó là cách làm việc kiên cường mà tôi rất khâm phục, nam ca sĩ chia sẻ. Mạnh Quỳnh chia sẻ thêm thời gian gần đây, anh vướng phải những tin đồn thất thiệt sau khi Phi Nhung qua đời, khiến cuộc sống của anh bị ảnh hưởng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.